Kính chào quý vị đến với trường quay của công ty Minh Motor. Đây là mẫu motor 0,55 kW, 3/4 ngựa, 2 cực điện, tốc độ vòng quay từ 2.800 cho tới 3.000 vòng trên phút. 0,55 kW, 3/4 ngựa, 4 cực điện, tốc độ vòng quay từ 1.400 cho tới 1.500 vòng trên phút. 0,55 kW, 3/4 ngựa, 6 cực điện, tốc độ vòng quay từ 900 cho tới 1.000 vòng trên phút. 0,55 kW, 3/4 ngựa, 8 cực điện, tốc độ vòng quay là từ 700 cho tới 720 vòng trên phút.